Trên thế giới, virus mới tấn công Trung Quốc, 35 người nhiễm. Trung Quốc diễn tập phong tỏa Đài Loan sau phát biểu của ông Biden. Nổ lớn tại căn cứ quân sự của Nga ở Crimea. Ông Biden ký luật thúc đẩy ngành sản xuất chip của Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc. Cuba khống chế vụ cháy kho dầu tồi tệ nhất lịch sử. Tin Việt Nam, số ca COVID-19 tăng vọt, Sài Gòn có 80% mẫu bệnh tại bệnh viện nhiễm biến thể BA5. Giá thép giảm lần thứ 13 liên tiếp, tới hơn 1,3 triệu đồng một tấn. Mỹ sẽ áp thuế lên gần 195% với gỗ rán Việt dùng nguyên liệu từ Trung Quốc. Hàng tấn ngao chết bất thường, chất đống dọc bờ biển Thanh Hóa. Bão số 2 giật cấp 11 hướng Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Bộ mưa lớn. Hi ho, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình trưa nay ngày 10 tháng 8 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành và ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là tin tức, virus mới tấn công Trung Quốc, 35 người nhiễm. Thời báo Hàn Cầu mới đây đã đưa tin ít nhất là 35 người ở tỉnh Sơn Đông và Hà Nam đã nhiễm một loại virus mới có nguồn gốc động vật với tên gọi là Hanipavirus. Trong số 35 ca nhiễm này, có 26 bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như là sốt, mệt mỏi, chán ăn, đau đầu và nôn mửa. Ngoài ra còn có các triệu chứng như là giảm bạch cầu, số lượng tiểu cầu thấp, suy gan, suy thận. Các bệnh nhân này đều có tiền sử tiếp xúc với động vật trong thời gian gần đây. Hiện thì thế giới chưa có vaccine hay là thuốc điều trị Hanipavirus và phương pháp duy nhất là chăm sóc hỗ trợ để kiểm soát các triệu chứng. Giáo sư Wang Linfa, một người tham gia nghiên cứu về virus mới cho biết, các trường hợp nhiễm virus cho đến nay không gây tử vong hoặc hậu quả nghiêm trọng, vì vậy người dân không cần phải hoảng sợ. Tuy nhiên thì nhiều loại virus tồn tại trong tự nhiên có thể lây nhiễm sang người và để lại những hậu quả khó lường. Trung Quốc diễn tập phong tỏa Đài Loan sau phát biểu của ông Biden. Quân đội Trung Quốc vào hôm thứ Ba ngày 9 tháng 8 đã thông báo sẽ mở rộng các cuộc tập trận quân sự trên biển và trên không xung quanh Đài Loan với trọng tâm là phong tỏa và phối hợp yểm trợ. Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi mà Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố không cảm thấy lo lắng và khẳng định Bắc Kinh sẽ không đi xa hơn các cuộc tập trận ở eo biển Đài Loan. Thông báo từ Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông quân đội Trung Quốc cho biết các cuộc tập trận sắp tới sẽ có sự tham gia của cả không quân và hải quân. Nội dung chính là mô phỏng việc phong tỏa và cắt đứt các tuyến đường hậu cần xung quanh Đài Loan. Còn cơ quan ngoại giao của hòn đảo cáo buộc, Trung Quốc đang sử dụng các cuộc tập trận để thay đổi hiện trạng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các cuộc diễn tập do Bắc Kinh cản trở một trong những tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất trên thế giới. Trước đó, có khoảng 20 tàu hải quân Trung Quốc và Đài Loan đã bám sát đường trung tuyến của eo biển Đài Loan vào sáng cùng ngày. Cùng lúc, 45 chiến đấu cơ Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vào không phận của hòn đảo, trong đó 16 chiếc vượt qua đường trung tuyến. Chuyển sang tin tức về chiến sự giữa Nga và Ukraine. Ngày 9 tháng 8, ba nhân chứng địa phương đã nói với Reuters rằng họ đã nghe thấy những tiếng nổ lớn và nhìn thấy khói đen bốc lên theo hướng một căn cứ không quân của Nga tại bán đảo Crimea. Có nghi vấn cho rằng đây là cuộc tấn công của Ukraine, tuy nhiên thì Bộ Quốc phòng Nga đã nhanh chóng phủ nhận và nói đó là do nổ đạn lưu trữ tại căn cứ. Cơ quan này nói thêm rằng không có thiết bị hàng không nào bị hư hại và nguyên nhân vụ nổ đang được xác nhận. Yuri Kotenov, một chỉ huy quân sự thân Nga nói rằng có tổng cộng khoảng 10 vụ nổ và theo tờ TASS, một vụ khiến 5 người bị thương, trong đó có một trẻ em. Thống đốc Crimea của Nga Sergei Aksionov cho biết rằng một khu phong tỏa 5 km đã được thiết lập xung quanh khu vực bị ảnh hưởng và chính quyền địa phương đang theo dõi các đám cháy. Crimea giáp với khu vực Kherson và gần vùng Zaporizhia vốn là các khu vực hiện đang do Nga kiểm soát một phần hoặc toàn bộ. Ở một diễn biến khác, theo NDTV ngày 9 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố khoản viện trợ trị giá 89 triệu đô la Mỹ nhằm giúp Ukraine rà phá bom mìn của các lực lượng Nga. Khoản viện trợ này sẽ được dùng để hỗ trợ, đào tạo và cung cấp trang thiết bị cho các đội rà phá bom. Số tiền này không được chuyển trực tiếp cho chính phủ Ukraine mà chuyển cho các tổ chức phi chính phủ và các nhà thầu chuyên phụ trách công việc nguy hiểm này. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, kể từ cuối tháng 3, Kiev đã rà phá khoảng 160.000 quả mìn. Tuy nhiên, khoảng 5 triệu người dân Ukraine vẫn sống trong các khu vực bị đe dọa bởi bom của Nga. Chuyển sang một tin tức đáng chú ý tại Hoa Kỳ. Ngày 9 tháng 8, Tổng thống Joe Biden đã ký thông qua đạo luật chip và khoa học 2022 khuyến khích đầu tư vào công nghệ sản xuất chất bán dẫn của Mỹ nhằm giúp nước này duy trì lợi thế cạnh tranh trước Bắc Kinh.
Luật này dành khoản ngân sách là 52 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn, vốn được sử dụng trong mọi sản phẩm điện tử, bao gồm ô tô, vũ khí công nghệ cao đến các thiết bị công nghệ, trò chơi điện tử, vân vân. Luật cũng bao gồm một khoản tín dụng thuế đầu tư cho các nhà máy sản xuất chip ước tính là trị giá 20 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, rót 200 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Mỹ. Đạo luật được soạn thảo trong hơn một năm, được Hạ viện và Thượng viện thông qua cuối tháng trước với sự ủng hộ đáng kể của lưỡng đảng. Chính quyền ông Biden nhiều lần mô tả luật này như một phần quan trọng trong nỗ lực chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh. Bắc Kinh đã vận động hành lang chống lại luật này và đại sứ Trung Quốc tại Washington gọi đây là tâm lý chiến tranh lạnh. Cuba khống chế được vụ cháy kho dầu tồi tệ nhất trong lịch sử. Vâng thưa quý vị, vụ cháy lớn trong 5 ngày tại Cuba đã phá hủy hơn 40% kho dầu chính của nước này và gây mất điện hàng loạt. Và đến hôm 9 tháng 8, người đứng đầu bộ phận giao thông của Bộ Nội vụ Rolando Vecino cho biết các lực lượng chức năng đã kiểm soát được ngọn lửa. Vào hôm 9 tháng 8, nhiều máy bay trực thăng cùng với hai thuyền cứu do Mexico gửi tới đã tham gia nỗ lực dập lửa. Các nhà chức trách tuyên bố dầu không làm ô nhiễm vịnh Matanzas gần đó. Tuy nhiên, họ vẫn cảnh báo những người dân ở xa đeo khẩu trang và tránh mưa axit do khối lớn của đám mây tạo ra. Trước đó, vào tối ngày 5 tháng 8, một bể chứa dầu thô trong khu công nghiệp gần thành phố Matanzas của Cuba đã bị sét đánh trúng gây cháy lớn. Vụ cháy sau đó lan sang bể chứa thứ tư vào ngày 8 tháng 8, kèm theo những vụ nổ lớn. Sau cuộc biểu tình chống chính quyền năm 2021 tại Cuba, các cuộc biểu tình rải rác đã nổ ra tại một số địa phương do tình trạng mất điện thường xuyên, thiếu xăng dầu và các mặt hàng khác. Chuyển sang phần tin tức tại Việt Nam. Số ca nhiễm COVID-19 mới tăng vọt. Bộ Y tế cho biết vào hôm qua ngày 9 tháng 8, toàn quốc đã ghi nhận 2.340 ca COVID-19 mới, tăng hơn 600 ca so với hôm ngày 8 tháng 8. Và đây là ngày ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong gần 90 ngày qua. Hiện có 103 bệnh nhân đang thở oxy, 11 ca thở máy. Và trong ngày, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp tử vong. Tổng số bệnh nhân tử vong từ đầu dịch đến nay là gần 43.100 trường hợp. Sài Gòn có 80% mẫu bệnh tại bệnh viện nhiễm biến thể BA5. Tại Sài Gòn, theo số liệu ngày 9 tháng 8 của Sở Y tế và trong tuần qua, thì trung bình, mỗi ngày thành phố ghi nhận 144 ca COVID-19 mới, tăng 10 ca mỗi ngày so với tuần trước. Tương ứng với số ca mới tăng, thì số ca nhập viện và nặng cũng có xu hướng tăng với 35 ca nặng trong 7 ngày, tuần trước đó là 18 ca nặng và hiện có 7 ca đang thở máy xâm lấn. Kết quả giám sát cộng đồng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 7 ghi nhận 20 trên 429 mẫu mang biến thể phụ BA5 của Omicron. Hơn 400 mẫu còn lại mang biến thể phụ BA2 của Omicron, Delta, BA1, BA4, BA2.12.1. Trong khi đó, khảo sát tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 trên 30 bệnh nhân nội trú và bệnh nhân đến xét nghiệm cho thấy có 24 mẫu nhiễm biến thể phụ BA5 chiếm 80%. Giá thép giảm lần thứ 13 liên tiếp tới hơn 1,3 triệu đồng một tấn. Từ chiều ngày 8 tháng 8, nhiều doanh nghiệp trong nước thông báo hạ giá lần thứ 13 liên tiếp với sản phẩm thép tính từ ngày 11 tháng 5. Và đáng chú ý, tại miền Trung, thương hiệu thép Polmina có mức điều chỉnh mạnh, giảm tới 1,31 triệu đồng một tấn với thép cuộn xuống còn 14,98 triệu đồng một tấn. Hiện sau điều chỉnh, giá thép trên toàn quốc dao động mức thấp nhất là 14,75 triệu đồng một tấn và mức cao nhất là 16,39 triệu đồng một tấn. Như vậy, đây là lần thứ 13 liên tiếp, giá thép nội địa giảm với tổng mức giảm lên tới 4-5 triệu đồng một tấn trong vòng 3 tháng. Và đây cũng là lần giảm thứ 2 liên tiếp chỉ trong đầu tháng 8. Hiệp hội Thép Việt Nam VSA cho biết hiện các nhà máy đều trong tình trạng khó khăn do hàng tồn kho giá cao. Nhiều nhà máy đã buộc phải cắt giảm sản xuất từ 3 ca mỗi ngày xuống còn 2 ca mỗi ngày, thậm chí là phải dừng sản xuất. Bên cạnh đó, việc EU bổ sung Việt Nam vào nhóm các nước khác với hạn ngạch nhập khẩu bị điều chỉnh có thể sẽ khiến việc xuất khẩu sắt thép của Việt Nam sang thị trường này giảm đi. Theo VSA, những tháng cuối năm thì thị trường thép sẽ còn khó khăn khi mà dự báo giá thép xây dựng tiếp tục giảm. Lượng tiêu thụ mặt hàng này từ tháng 7 đến tháng 9 sẽ không sôi động do bước vào mùa mưa, nhiều công trình xây dựng sẽ chậm tiến độ. Chuyển sang một tin tức khác, Mỹ sẽ áp thuế lên gần 195% với gỗ rán Việt dùng nguyên liệu từ Trung Quốc. Và chiều qua, Bộ Công Thương cho biết Bộ Thương mại Mỹ DOC đã công bố kết luận sơ bộ việc điều tra với gỗ rán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập từ Việt Nam. Theo kết luận của DOC, gỗ rán từ Việt Nam nếu có lõi sử dụng nguyên liệu là ván bóc nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bị áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp như đang áp dụng với gỗ rán nhập khẩu từ Trung Quốc.
Hiện với Trung Quốc, thì Mỹ đang áp dụng mức thuế chống bán phá giá với gỗ rán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng là 183,36% và mức thuế chống trợ cấp là từ 22,98% đến 194,9%. Và cũng theo kết luận của DOC, với sản phẩm gỗ này, nếu được sản xuất tại Việt Nam hoặc tại các nước khác sẽ không bị áp dụng hai loại thuế trên. Và DOC gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc này đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Theo như thống kê của Hải quan Mỹ, trong 4 năm từ 2018 đến 2021, kim ngạch xuất khẩu gỗ rán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng của Việt Nam sang Mỹ liên tục tăng với mức tăng trung bình lên tới 52% mỗi năm, từ hơn 112 triệu đô la Mỹ lên gần 357 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, vào năm 2019 thì kim ngạch xuất khẩu gỗ rán của Việt Nam đã tăng gấp đôi năm 2018, vượt mốc 200 triệu đô la Mỹ. Và so với năm trước khi khởi xướng điều tra năm 2019, kim ngạch xuất khẩu gỗ rán của Việt Nam sang Mỹ năm 2021 đã tăng 57,6%. Hàng tấn ngao chết bất thường, trôi dạt, chất đống dọc 3 km bờ biển Thanh Hóa. Hôm qua tại Thanh Hóa, ông Lê Bá Hải, Chủ tịch phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn cho biết, những ngày qua thì dọc bãi biển dài khoảng 3 km của phường có vỏ ngao giấy, người dân địa phương gọi là con mãng. Và đáng chú ý, vào hôm qua, hàng tấn ngao này dạt vào bờ biển của phường Hải Lĩnh, đa số đều đã chết, chỉ còn vỏ, rất ít con còn ruột, ngao chết không có mùi hôi bất thường. Và ngoài ra, một số phường khác như là Hải An, Hải Hòa, Tân Dân cũng ghi nhận hiện tượng nhiều vỏ ngao trôi dạt dọc bờ biển. Theo ông Hải, đây là loại ngao tự nhiên, không phải ngao nuôi của dân. Phường đã báo cáo lên chính quyền thị xã Nghi Sơn, đồng thời lên phương án thu gom số vỏ ngao để đảm bảo vệ sinh môi trường. Các nhà chuyên môn cho hay, loại ngao chết trôi dạt vào vùng biển phường Hải Lĩnh được xác định là loại ngao tím, có tên khoa học là Matra violacea, kích cỡ khoảng 30-40 con một kg, nằm trải dài dọc bờ biển 3 km, tập trung chủ yếu ở tổ dân phố Hồng Phong, Đại Thắng với khối lượng ước tính là khoảng 3 tấn vỏ. Theo phản ánh của người dân địa phương, cứ vào khoảng tháng 7-8 hàng năm, vùng biển này thường có hiện tượng ngao, sò, ốc chết và trôi dạt vào bờ biển với số lượng là không nhiều. Đây là lần đầu tiên vùng biển này có khối lượng ngao chết trôi dạt vào bờ nhiều như vậy. Trong chiều cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra. Theo đó, thì nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do độ mặn của nước thay đổi đột ngột. Chuyển sang tin tức về thời tiết. Bão số 2 giật cấp 11 hướng Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Bộ mưa lớn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 480 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Đến 7 giờ sáng mai, ngày 11 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía tây Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 70 km về phía nam, cách Hải Phòng khoảng 110 km về phía đông, cách Thái Bình khoảng 150 km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ với sức gió xuống dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão số 2, tên quốc tế là Mulan, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, từ chiều tối và đêm nay gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định đề phòng sóng lớn, chiều cường gây ngập úng tại vùng trũng thấp trong ngày 11 tháng 8. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Trên đất liền, từ chiều tối nay đến hết ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 250mm một đợt. Hà Nội ra công điện ứng phó với bão số 2. Cũng theo nhận định của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 từ chiều tối và đêm nay đến hết ngày 12 tháng 8, Hà Nội có mưa to đến rất to và dông tập trung vào đêm nay và ngày mai. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, ven sông. Và trong tối qua, thành phố đã ra công điện về việc ứng phó với cơn bão Mulan, trong đó yêu cầu tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn, đê điều, hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, công trình tiêu thoát nước, sẵn sàng các phương án tiêu thoát nước đô thị, đặc biệt là các quận nội thành, tổ chức cắt tỉa cành cây, trăng trống, chuẩn bị ứng trực giải tỏa cây đổ, đảm bảo phương án cấp điện phục vụ tiêu úng chống ngập.
Vâng, và những tin tức về thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!